lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Thưa quý vị và các bạn, đứng cùng tôi bây giờ là giáo sư Peter Wood, người vừa chế tạo thành công một loại robot đặc biệt, robot phát hiện nói dối. Xin chúc mừng ông đã chế tạo xong chiếc máy chống nói dối. Ông có thể nói rõ hơn cho quý vị khán giả về tính năng và cách sử dụng chiếc máy này được không? Ồ, được chứ. Con trai, ra đây bố bảo nào. Dạ, bố gọi con. Sao hôm nay con đi học về trễ vậy? Dạ, con qua nhà bạn mượn sách về học. Đó, con thấy chưa? Nói dối là không được với nó đâu, phải chịu phạt đấy. Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Ôi, con có đau không? Sao anh lại làm thế với con? Dù sao nó cũng là con anh mà. Cũng nói dối này, cũng nói dối này. Sáng nay, công an kinh tế vừa tiếp kiến một du khách người nước ngoài. Chào các anh, tôi xin được mật báo với các anh một loại cửa hàng làm ăn bất chính, buôn bán hàng giả công khai trên các phố của thành phố ta. Rất cảm ơn anh, nhưng anh thấy các cửa hàng này ở đâu? Các anh cứ theo tôi xin chỉ cho. Đây, các anh xem thật quá ư là lộ liễu. Hả? Bún da cầy ư? Khi mà họ dám làm cả cái biển to thế này, còn giấu giếm gì nữa? Còn đây nữa này, vải giả da, độc hàn giả, răn giả nữa kìa. Sao các anh lại cười? Không phải như anh hiểu đâu, tiếng Việt phong phú thế đấy, anh nên chịu khó học thêm đi. Dẫu sao á, thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu không, tao sẽ bắn tàn sát đấy. Tao thà chết chứ không bao giờ chịu mất của đâu. Được lắm. Khoan khoan, làm ơn đừng thế, tôi sẽ đưa tiền. Biết điều thế là tốt. Tôi vừa bị cướp ở đằng kia. Hả? Sao bà không kêu lên? Bà bị mất những gì? Tôi bị mất toàn bộ tiền và trang sức trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Tôi không thể kêu lên vì hắn đe dọa tôi. Hắn đã đe dọa đến tính mạng của bà à? Không, tính mạng thì nói làm gì. Hắn dọa sẽ dùng súng phun nước phun vào mặt làm nhòe hết son phấn của tôi. Thế nên... Hả? Sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài, ngày hôm qua, vị bác sĩ già Otoshiro đã cho công bố nguyên nhân mới của căn bệnh dạ dày. Tôi xin khẳng định rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những người phụ nữ và căn bệnh đau dạ dày. Sao lại thế ạ? Đó là bởi vì khi phụ nữ mở miệng nhiều thì gió sẽ luồn vào bụng làm lỏng dạ dày dẫn tới đau. Ôi đau! Và để điều trị căn bệnh này, phụ nữ chỉ cần ít họp chợ, tránh buôn dưa lê. Còn nếu không thể thì chị em nên nói với tốc độ nhanh hơn hoặc nói mà không hở hàm răng để hạn chế gió vào. Hôm qua, tạp chí Đối Cực đã công bố kết quả nghiên cứu có tiêu đề Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Cùng nghĩ về nghề đi săn, đàn ông nghĩ đến bàn nhậu, còn phụ nữ thì nghĩ đến ảo lòng thủ. Khi có hộp màu, đàn ông nghĩ đến hội họa, còn phụ nữ thì nghĩ đến trang điểm. Với ngôn ngữ, đàn ông dùng để giao tiếp, luận bàn, trong khi phụ nữ dùng để buôn dưa lê và họp chợ. Phát hiện ra nghề nông, đàn ông nghĩ đến làm ra nhiều nông sản thức ăn, còn phụ nữ nghĩ đến ăn kiêng. Khi phát hiện ra buôn bán, đàn ông nghĩ đến cách kiếm thật là nhiều tiền, còn phụ nữ thì... Hừ, anh còn giấu tiền ở chỗ nào nữa hả? Và khi kiếm được nhiều tiền, cũng là lúc đàn ông gặp tai họa. Đây là khung cảnh của lễ hội kiếm thuật thế giới lần thứ 28 tại Soju. Thưa quý vị khán giả, võ sĩ Giang Vẩu vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình. Anh đã chém con ruồi làm đôi trong khi biểu diễn. Thật là tuyệt vời! Tiếp theo là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Móm. Hano, hano!
Bây giờ là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Chìa, rất nổi tiếng, được mệnh danh là Đệ Nhất Kiếm. Thất bại rồi, thất bại rồi. Đuổi có chết đâu, nó đang dậy kìa, thậm chí còn sắp bay lên nữa. Thưa quý vị khán giả, từ bé thầy tôi đã dạy là người học võ không được dùng kiếm để sát sinh, nên tôi không ra tay giết con ruồi đấy thôi. Nói phét, chỉ giỏi chống chế, thôi rồi thì nhận đi cho xong. Xin quý vị hãy nhìn kỹ xem, con ruồi này tuy có thể bay được nhưng nó không bao giờ được làm cha nữa. Ồ, hóa ra là như vậy. Hoan hô kiếm sĩ Răng Chìa. Sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài, ngày hôm qua, vị bác sĩ già Otto Sido đã cho công bố nguyên nhân mới của căn bệnh dạ dày. Tôi xin khẳng định rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những người phụ nữ và căn bệnh đau dạ dày. Sao lại thế ạ? Đó là bởi vì khi phụ nữ mở miệng nhiều thì gió sẽ luồn vào bụng làm lỏng dạ dày dẫn tới đau. Ôi, đau! Và để điều trị căn bệnh này, phụ nữ chỉ cần ít họp chợ, tránh buôn dưa lê. Còn nếu không thể thì chị em nên nói với tốc độ nhanh hơn, hoặc nói mà không hở hàm răng để hạn chế gió vào. Mới đây, tại liên hoan xiếc ảo thuật quốc tế Monte Carlo, ảo thuật gia nổi tiếng thế giới David David đã trình làng những màn biểu diễn độc đáo và mới lạ nhất. Để thực hiện màn biểu diễn này, tôi xin mời một vị khán giả lên hỗ trợ tôi. Tôi. Tôi sẽ làm ảo thuật với chiếc túi áo của anh. Như các vị thấy, túi áo của anh ấy trống không đấy nha. Còn đây là tờ 10 đô la, tôi sẽ cho nó vào túi áo này. Còn bây giờ, quý vị hãy xem chúng ta sẽ lấy ra từ trong túi áo anh ấy cái gì nhé. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt. Tưởng gì, chứ cái này á hả, vợ tôi á còn giỏi hơn nữa đó. Hả? Thế là thế nào chứ hả? Chứ sao, với 10 đô la, anh chỉ có thể biến thành một bông hoa. Chứ vợ tôi ấy à, cô ấy còn biến 3 tờ này thành mấy trăm bông hoa trên một chiếc váy đầm đấy chứ. Hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ được một tên cướp nguy hiểm sau khi hắn xông vào cướp của một gia đình tại miền Tây. Nộp hết vàng bạc trong nhà ra đây. Ông cần nhiều vàng không? Quý ông thật là hào phóng, tất nhiên là cần nhiều vàng càng tốt. Được, vậy ông lấy vàng khối chứ. Được. Cục vàng của anh ơi, có người muốn đón em đấy. Ôi, động đất rồi. Ai muốn đón em đấy? Không phải tôi. Để hưởng ứng ngày quốc tế giảm cân, giảm béo trên toàn thế giới, hôm qua một cửa hàng buffet trên phố Than Thở đã mở đợt khuyến mại vô cùng lớn. Khuyến mại khủng của khủng đây, ăn buffet số lượng không hạn chế, dành cho chị em phụ nữ thừa cân béo phì. Mời các bạn nhanh chân. Ngày giảm cân nên họ sẽ chẳng ăn nhiều, thức ăn sẽ vẫn còn y nguyên, mà cửa hàng lại được tiếng, thật lợi cả trăm đường. Chào mừng quý khách. Xin hỏi tại sao hôm nay là ngày giảm cân mà các chị lại ăn nhiều thế? À, mấy bà bạn tôi bảo cái lão chủ cửa hàng định xỏ xiên chị em. Đã vậy, kéo đến ăn thật nhiều cho bỏ tức. Đây là khung cảnh của lễ hội kiếm thuật thế giới lần thứ 28 tại Soju. Thưa quý vị khán giả, võ sĩ Răng Vẩu vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình. Anh đã chém con ruồi làm đôi trong khi biểu diễn. Thật là tuyệt vời! Tiếp theo là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Móm. Hano!
Bây giờ là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Chìa, rất nổi tiếng, được mệnh danh là Đệ Nhất Kiếm. Thất bại rồi, thất bại rồi. Đuổi có chết đâu, nó đang dậy kìa, thậm chí còn sắp bay lên nữa. Thưa quý vị khán giả, từ bé thầy tôi đã dạy là người học võ không được dùng kiếm để sát sinh, nên tôi không ra tay giết con ruồi đấy thôi. Nói phét, chỉ giỏi chống chế, thôi rồi thì nhận đi cho xong. Xin quý vị hãy nhìn kỹ xem, con ruồi này tuy có thể bay được nhưng nó không bao giờ được làm cha nữa. Ồ, hóa ra là như vậy. Hoan hô kiếm sĩ Răng Chìa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với ngày hội tư vấn dinh dưỡng của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, để giúp cho đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh, chúng ta cần bổ sung thêm nhiều vitamin A. Vâng, đúng rồi, dĩ nhiên là vậy rồi, vitamin A. Vậy nên chúng tôi khuyên các bạn cần tăng cường những thực phẩm có màu sẫm, màu đỏ như là gấc nè, cà chua nè, cà rốt nè, để bổ sung thật nhiều vi chất. Thưa chuyên gia, theo tôi hiểu thì trong rau quả màu đỏ chưa phải là đã có nhiều vitamin A, còn có nhiều thứ hơn. Vậy anh bảo cái gì nhiều vitamin A hơn? Đó là vợ. Cái gì? Vợ cung cấp nhiều vitamin A? Ồ, anh ta nói gì thế? Ồ, anh ta nói gì mà mình không hiểu? Vợ, vitamin A. Thì người Việt Nam vẫn nói, cứ lấy vợ rồi, mày sẽ sáng mắt ra là gì? Hả? Vậy sao? Để hưởng ứng ngày quốc tế giảm cân, giảm béo trên toàn thế giới, hôm qua một cửa hàng buffet trên phố Than Thở đã mở đợt khuyến mại vô cùng lớn. Khuyến mại khủng của khủng đây, ăn buffet số lượng không hạn chế, dành cho chị em phụ nữ thừa cân béo phì. Mời các bạn nhanh chân, nhanh chân. Ngày giảm cân nên họ sẽ chẳng ăn nhiều, thức ăn sẽ vẫn còn y nguyên, mà cửa hàng lại được tiếng, thật lợi cả trăm đường. Chào mừng quý khách. Xin hỏi tại sao hôm nay là ngày giảm cân mà các chị lại ăn nhiều thế? À, mấy bà bạn tôi bảo cái lão chủ cửa hàng định xỏ xiên chị em, đã vậy kéo đến ăn thật nhiều cho bỏ tức. Ngày hôm qua, một cuộc bình chọn phương tiện giao thông khó sử dụng nhất do hội những người hay phải đi lại tổ chức diễn ra tại quảng trường. Chỉ trong vòng một tiếng, kết quả tổng kết đã được đưa ra. Trong đó, xe đạp chiếm 1% số phiếu bầu, xe máy chiếm 2% số phiếu, ô tô con chiếm 3% số phiếu, máy bay chỉ chiếm 4% tổng số phiếu. Và xe buýt đã giành được phần thắng với 90% số phiếu bầu chọn là phương tiện khó sử dụng nhất. Bởi xe buýt quá kén khách, muốn lên được xe phải là người khỏe mạnh. Nhưng để có được chỗ ngồi chính đáng thì lên được xe rồi lập tức phải trở thành người tàn tật hoặc già yếu. Hôm qua, tạp chí Đối Cực đã công bố kết quả nghiên cứu có tiêu đề sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Cùng nghĩ về nghề đi săn, đàn ông nghĩ đến bàn nhậu, còn phụ nữ thì nghĩ đến ảo lòng thủ. Khi có hộp màu, đàn ông nghĩ đến hội họa, còn phụ nữ thì nghĩ đến trang điểm. Với ngôn ngữ, đàn ông dùng để giao tiếp, luận bàn, trong khi phụ nữ dùng để buôn dưa lê và họp chợ. Phát hiện ra nghề nông, đàn ông nghĩ đến làm ra nhiều nông sản thức ăn, còn phụ nữ nghĩ đến ăn kiêng. Khi phát hiện ra buôn bán, đàn ông nghĩ đến cách kiếm thật là nhiều tiền, còn phụ nữ thì... Hừ, anh còn giấu tiền ở chỗ nào nữa hả? Và khi kiếm được nhiều tiền, cũng là lúc đàn ông gặp tai họa. Hôm qua tại trường Đại học Mơ Ước diễn ra buổi giao lưu trực tiếp giữa nhà toán học Henry Coy và sinh viên. Dạ, xin kính chào nhà khoa học Henry Coy. Nhiệt liệt chào mừng ngài đã đến tham dự buổi giao lưu với sinh viên ngày hôm nay. Chào các bạn. Dạ, thưa ngài, với tài năng của mình, ngài đã gặt hái được nhiều thành công lớn trong nghiên cứu khoa học
Vậy xin cho hỏi, ước mơ lớn nhất của ngài trong tương lai là gì ạ? Ước mơ lớn nhất của tôi là thêm một cô vợ nữa. Hả? Thưa ngài, câu trả lời có vẻ không liên quan đến khoa học lắm. Sao lại không? Khi tôi vắng mặt, bà nọ nghĩ tôi đang ở nhà bà kia. Và thế là Henry này sẽ tha hồ chui vào phòng thí nghiệm mà không bị ai quản lý hết. Ồ, đúng rồi. Hôm qua, lễ trao giải cuộc thi viết sách theo chủ đề về voi đã được long trọng tổ chức tại quảng trường Mặt Trời Lặn. Sau đây tôi xin công bố những tác phẩm đạt giải của cuộc thi viết sách về chủ đề con voi lần này. Giải nhất thuộc về cuốn Lược sử về voi, tác giả Gia Văn Cố. Giải nhì là cuốn Voi, thú cưng bé nhỏ dễ thương, tác giả Mộng Thị Mơ. Và giải ba là cuốn Làm thế nào để từ một con voi lại có một bầy voi, tác giả Mắn Văn Tình. Hello, hello. Tôi phản đối kết quả trên. Sao chị lại phản đối? Vì những cuốn sách ông vừa công bố quá tầm thường. Nào là lịch sử loài voi, voi là thú cưng hay nhân giống voi thì có gì lạ, chẳng phải mất nhiều công cũng viết được. Đây này, cuốn sách của tôi công phu gấp vạn lần, toàn những điều mới lạ, không phải ai cũng biết. Và để hoàn thành nó, tôi đã phải nhập công lặn lội tới tận châu Phi, thực hành nghiên cứu cả năm trời đấy. Thế mà lại không được giải. Sao có thể? Vậy cuốn sách của chị là 1001, ông hiểu chưa? 1001 món ăn làm từ voi. Hả? Trời! Hôm qua, nam ca sĩ nổi tiếng Tuấn Gia Trạch như được biết đến với nụ cười thiên thần đã gặp tai nạn nghiêm trọng sau khi biểu diễn ở một sân khấu ngoài trời. Ôi! À! Ôi! Đau quá! Đau quá! À! Hả? Khán giả ơi! Ôi! Không! Đừng lo! Đừng lo! Tôi sẽ giúp! Tôi có rất là nhiều răng, ngưỡng mộ anh đã lâu lắm rồi nên tôi xin biếu anh hẳn một hàm răng như ý luôn. Ôi thật là tuyệt vời, cảm ơn anh. Tuyệt quá, sao anh có sẵn nhiều răng giả thế hả? Anh là nha sĩ à? Răng giả là thế nào? Răng thật 100% đấy. Cảnh bốc mộ thuê của chúng tôi thiếu gì răng thật. Hả? Vậy răng này là... Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Thưa quý vị và các bạn, đứng cùng tôi bây giờ là giáo sư Peter Wood, người vừa chế tạo thành công một loại robot đặc biệt, robot phát hiện nói dối. Xin chúc mừng ông đã chế tạo xong chiếc máy chống nói dối. Ông có thể nói rõ hơn cho quý vị khán giả về tính năng và cách sử dụng chiếc máy này được không? Ồ, được chứ. Con trai, ra đây bố bảo nào. Dạ, bố gọi con. Sao hôm nay con đi học về trễ vậy? Dạ, con qua nhà bạn mượn sách về học. Đó, con thấy chưa? Nói dối là không được với nó đâu, phải chịu phạt đấy. Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Ôi, con có đau không? Sao anh lại làm thế với con? Dù sao nó cũng là con anh mà. Cũng nói dối này. Sáng nay, công an kinh tế vừa tiếp kiến một du khách người nước ngoài. Chào các anh, tôi xin được mật báo với các anh một loại cửa hàng làm ăn bất chính, buôn bán hàng giả công khai trên các phố của thành phố ta. Rất cảm ơn anh, nhưng anh thấy các cửa hàng này ở đâu? Các anh cứ theo tôi xin chỉ cho. Đây, các anh xem, thật quá ư là lộ liễu. Hả? Bún da cầy ư? Khi mà họ dám làm cả cái biển to thế này, còn giấu giếm gì nữa? Còn đây nữa này, vải giả da, độc hàn giả, răn giả nữa kìa. Sao các anh lại cười? Không phải như anh hiểu đâu, tiếng Việt phong phú thế đấy, anh nên chịu khó học thêm đi. Dẫu sao á thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu không, tao sẽ bắn tàn sát đấy. Tao thà chết chứ không bao giờ chịu mất của đâu.
được lắm. Khoan khoan, làm ơn đừng thế, tôi sẽ đưa tiền. Biết điều thế là tốt. Tôi vừa bị cướp ở đằng kia. Hả? Sao bà không kêu lên? Bà bị mất những gì? Tôi bị mất toàn bộ tiền và trang sức trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Tôi không thể kêu lên vì hắn đe dọa tôi. Hắn đã đe dọa đến tính mạng của bà à? Không, tính mạng thì nói làm gì. Hắn dọa sẽ dùng súng phun nước phun vào mặt làm nhòe hết son phấn của tôi. Thế nên... Hả? Sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài, ngày hôm qua, vị bác sĩ già Otto Sido đã cho công bố nguyên nhân mới của căn bệnh dạ dày. Tôi xin khẳng định rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những người phụ nữ và căn bệnh đau dạ dày. Sao lại thế ạ? Đó là bởi vì khi phụ nữ mở miệng nhiều thì gió sẽ luồn vào bụng làm lỏng dạ dày dẫn tới đau. Ôi, đau! Và để điều trị căn bệnh này, phụ nữ chỉ cần ít họp chợ, tránh buông dưa lê. Còn nếu không thể thì chị em nên nói với tốc độ nhanh hơn hoặc nói mà không hở hàm răng để hạn chế gió vào. Hôm qua, tạp chí Đối Cực đã công bố kết quả nghiên cứu có tiêu đề Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Cùng nghĩ về nghề đi săn, đàn ông nghĩ đến bàn nhậu, còn phụ nữ thì nghĩ đến ảo lòng thủ. Khi có hộp màu, đàn ông nghĩ đến hội họa, còn phụ nữ thì nghĩ đến trang điểm. Với ngôn ngữ, đàn ông dùng để giao tiếp, luận bàn, trong khi phụ nữ dùng để buôn dưa lê và họp chợ. Phát hiện ra nghề nông, đàn ông nghĩ đến làm ra nhiều nông sản thức ăn, còn phụ nữ nghĩ đến ăn kiêng. Khi phát hiện ra buôn bán, đàn ông nghĩ đến cách kiếm thật là nhiều tiền, còn phụ nữ thì... Hừ, anh còn giấu tiền ở chỗ nào nữa hả? Và khi kiếm được nhiều tiền, cũng là lúc đàn ông gặp tai họa. Đây là khung cảnh của lễ hội kiếm thuật thế giới lần thứ 28 tại Shosun. Thưa quý vị khán giả, võ sĩ Giang Vẩu vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình. Anh đã chém con ruồi làm đôi trong khi biểu diễn. Thật là tuyệt vời! Tiếp theo là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Móm. Hano! Hano! Bây giờ là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Chìa, rất nổi tiếng, được mệnh danh là Đệ Nhất Kiếm. Thất bại rồi. Ruồi có chết đâu, nó đang dậy kìa, thậm chí còn sắp bay lên nữa. Thưa quý vị khán giả, từ bé thầy tôi đã dạy là người học võ không được dùng kiếm để sát sinh, nên tôi không ra tay giết con ruồi đấy thôi. Nói phét, chỉ giỏi chống chế, thua rồi thì nhận đi cho xong. Xin quý vị hãy nhìn kỹ xem, con ruồi này tuy có thể bay được nhưng nó không bao giờ được làm cha nữa. Ồ, hóa ra là như vậy. Hoan hô, kiếm sĩ đang chìa. Sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài, ngày hôm qua, vị bác sĩ già Otto Sido đã cho công bố nguyên nhân mới của căn bệnh dạ dày. Tôi xin khẳng định rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những người phụ nữ và căn bệnh đau dạ dày. Sao lại thế ạ? Đó là bởi vì khi phụ nữ mở miệng nhiều thì gió sẽ luồn vào bụng làm lỏng dạ dày dẫn tới đau. Ôi, đau! Và để điều trị căn bệnh này, phụ nữ chỉ cần ít họp chợ, tránh buông dưa lê. Còn nếu không thể thì chị em nên nói với tốc độ nhanh hơn hoặc nói mà không hở hàm răng để hạn chế gió vào. Mới đây, tại Liên hoàn xiếc ảo thuật quốc tế Monte Carlo, ảo thuật gia nổi tiếng thế giới, David đã trình làng những màn biểu diễn độc đáo và mới lạ nhất. Để thực hiện màn biểu diễn này, tôi xin mời một vị khán giả lên hỗ trợ tôi. Tôi! Tôi sẽ làm ảo thuật với chiếc túi áo của anh. Như các vị thấy, túi áo của anh ấy trống không đấy nhé. Còn đây là tờ $10, tôi sẽ cho nó vào túi áo này.
Còn bây giờ, quý vị hãy xem chúng ta sẽ lấy ra từ trong túi áo anh ấy cái gì nhé. Ồ, thật là tuyệt vời, thật là tuyệt. Tưởng gì, chứ cái này á hả, vợ tôi á còn giỏi hơn nữa đó. Hả? Thế là thế nào chứ hả? Chứ sao, với 10 đô la anh chỉ có thể biến thành một bông hoa. Chứ vợ tôi ấy à, cô ấy còn biến 3 tờ này thành mấy trăm bông hoa trên một chiếc váy đầm đấy chứ. Hôm qua cảnh sát đã bắt giữ được một tên cướp nguy hiểm sau khi hắn xông vào cướp của một gia đình tại miền Tây. Nộp hết vàng bạc trong nhà ra đây. Ông cần nhiều vàng không? Quý ông thật là hào phóng, tất nhiên là cần nhiều vàng càng tốt. Được, vậy ông lấy vàng khối chứ. Được, được, được. Cục vàng của anh ơi, có người muốn đón em đấy. Ôi, động đất rồi. Ai muốn đón em đấy? Không phải tôi. Để hưởng ứng ngày quốc tế giảm cân, giảm béo trên toàn thế giới, hôm qua một cửa hàng buffet trên phố Than Thở đã mở đợt khuyến mại vô cùng lớn. Khuyến mại khủng của khủng đây, ăn buffet số lượng không hạn chế, dành cho chị em phụ nữ thừa cân béo phì. Mời các bạn nhanh chân. Ngày giảm cân nên họ sẽ chẳng ăn nhiều, thức ăn sẽ vẫn còn y nguyên, mà cửa hàng lại được tiếng, thật lợi cả trăm đường. Chào mừng quý khách. Xin hỏi tại sao hôm nay là ngày giảm cân mà các chị lại ăn nhiều thế? À, mấy bà bạn tôi bảo cái lão chủ cửa hàng định xỏ xiên chị em, đã vậy kéo đến ăn thật nhiều cho bỏ tức. Đây là khung cảnh của lễ hội kiếm thuật thế giới lần thứ 28 tại Seosul. Thưa quý vị khán giả, võ sĩ Giang Vẩu vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình. Anh đã chém con ruồi làm đôi trong khi biểu diễn, thật là tuyệt vời. Tiếp theo là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Móm. Hano. Bây giờ là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Chìa, rất nổi tiếng, được mệnh danh là đệ nhất kiếm. Thất bại rồi. Đuổi có chết đâu, nó đang dậy kìa, thậm chí còn sắp bay lên nữa. Thưa quý vị khán giả, từ bé thầy tôi đã dạy là người học võ không được dùng kiếm để sát sinh, nên tôi không ra tay giết con ruồi đấy thôi. Nói phét, chỉ giỏi chống chế, thôi rồi thì nhận đi cho xong. Xin quý vị hãy nhìn kỹ xem, con ruồi này tuy có thể bay được nhưng nó không bao giờ được làm cha nữa. Ồ, hóa ra là như vậy. Hoan hô kiếm sĩ đang chìa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với ngày hội tư vấn dinh dưỡng của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, để giúp cho đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh, chúng ta cần bổ sung thêm nhiều vitamin A. Vâng, đúng rồi, dĩ nhiên là vậy rồi, vitamin A. Vậy nên chúng tôi khuyên các bạn cần tăng cường những thực phẩm có màu sẫm, màu đỏ như là gấc nè, cà chua nè, cà rốt nè, để bổ sung thật nhiều vi chất. Thưa chuyên gia, theo tôi hiểu thì trong rau quả màu đỏ chưa phải là đã có nhiều vitamin A, còn có nhiều thứ hơn. Vậy anh bảo cái gì nhiều vitamin A hơn? Đó là vợ. Cái gì? Vợ cung cấp nhiều vitamin A? Ồ, anh ta nói gì thế? Ồ, anh ta nói gì mà mình không hiểu? Vợ, vitamin A. Thì người Việt Nam vẫn nói, cứ lấy vợ rồi, mày sẽ sáng mắt ra là gì? Hả? Vậy sao? Để hưởng ứng ngày quốc tế giảm cân, giảm béo trên toàn thế giới, hôm qua một cửa hàng buffet trên phố Than Thở đã mở đợt khuyến mại vô cùng lớn. Khuyến mại khủng của khủng đây, ăn buffet số lượng không hạn chế, dành cho chị em phụ nữ thừa cân béo phì. Mời các bạn nhanh chân.
ngày giảm cân nên họ sẽ chẳng ăn nhiều, thức ăn sẽ vẫn còn y nguyên mà cửa hàng lại được tiếng, thật lợi cả trăm đường. Chào mừng quý khách. Xin hỏi tại sao hôm nay là ngày giảm cân mà các chị lại ăn nhiều thế? À, mấy bà bạn tôi bảo cái lão chủ cửa hàng định xỏ xiên chị em, đã vậy kéo đến ăn thật nhiều cho bỏ tức. Ngày hôm qua, một cuộc bình chọn phương tiện giao thông khó sử dụng nhất do hội những người hay phải đi lại tổ chức diễn ra tại quảng trường. Chỉ trong vòng một tiếng, kết quả tổng kết đã được đưa ra. Trong đó, xe đạp chiếm 1% số phiếu bầu, xe máy chiếm 2% số phiếu, ô tô con chiếm 3% số phiếu, máy bay chỉ chiếm 4% tổng số phiếu. Và xe buýt đã giành được phần thắng với 90% số phiếu bầu chọn là phương tiện khó sử dụng nhất. Bởi xe buýt quá kén khách, muốn lên được xe phải là người khỏe mạnh. Nhưng để có được chỗ ngồi chính đáng thì lên được xe rồi lập tức phải trở thành người tàn tật hoặc già yếu. Hôm qua, tạp chí Đối Cực đã công bố kết quả nghiên cứu có tiêu đề Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Cùng nghĩ về nghề đi săn, đàn ông nghĩ đến bàn nhậu, còn phụ nữ thì nghĩ đến áo lòng thủ. Khi có hộp màu, đàn ông nghĩ đến hội họa, còn phụ nữ thì nghĩ đến trang điểm. Với ngôn ngữ, đàn ông dùng để giao tiếp, luận bàn, trong khi phụ nữ dùng để buôn dưa lê và họp chợ. Phát hiện ra nghề nông, đàn ông nghĩ đến làm ra nhiều nông sản thức ăn, còn phụ nữ nghĩ đến ăn kiêng. Khi phát hiện ra buôn bán, đàn ông nghĩ đến cách kiếm thật là nhiều tiền, còn phụ nữ thì... Hừ, anh còn giấu tiền ở chỗ nào nữa hả? Và khi kiếm được nhiều tiền, cũng là lúc đàn ông gặp tai họa. Hôm qua tại trường đại học Mơ Ước diễn ra buổi giao lưu trực tiếp giữa nhà toán học Henry Coy và sinh viên. Dạ, xin kính chào nhà khoa học Henry Coy. Nhiệt liệt chào mừng ngài đã đến tham dự buổi giao lưu với sinh viên ngày hôm nay. Chào các bạn. Dạ, thưa ngài, với tài năng của mình, ngài đã gặt hái được nhiều thành công lớn trong nghiên cứu khoa học. Vậy xin cho hỏi, ước mơ lớn nhất của ngài trong tương lai là gì ạ? Ước mơ lớn nhất của tôi là thêm một cô vợ nữa. Hả? Thưa ngài, câu trả lời có vẻ không liên quan đến khoa học lắm. Sao lại không? Khi tôi vắng mặt, bà nọ nghĩ tôi đang ở nhà bà kia. Và thế là Henry này sẽ tha hồ chui vào phòng thí nghiệm mà không bị ai quản lý hết. Ồ, đúng rồi. Hôm qua, lễ trao giải cuộc thi viết sách theo chủ đề về voi đã được long trọng tổ chức tại quảng trường Mặt Trời Lặn. Sau đây tôi xin công bố những tác phẩm đạt giải của cuộc thi viết sách về chủ đề con voi lần này. Giải nhất thuộc về cuốn Lược sử về voi, tác giả Gia Văn Cố. Giải nhì là cuốn Voi, thú cưng bé nhỏ dễ thương, tác giả Mộng Thị Mơ. Và giải ba là cuốn Làm thế nào để từ một con voi lại có một bầy voi, tác giả Mắn Văn Tình. Hello, hello. Tôi phản đối kết quả trên. Sao chị lại phản đối? Vì những cuốn sách ông vừa công bố quá tầm thường. Nào là lịch sử loài voi, voi là thú cưng hay nhân giống voi thì có gì lạ, chẳng phải mất nhiều công cũng viết được. Đây này, cuốn sách của tôi công phu gấp vạn lần, toàn những điều mới lạ, không phải ai cũng biết. Và để hoàn thành nó, tôi đã phải nhập công lặn lội tới tận châu Phi, thực hành nghiên cứu cả năm trời đấy. Thế mà lại không được giải. Sao có thể? Vậy cuốn sách của chị là 1001, ông hiểu chưa? 1001 món ăn làm từ voi. Hả? Trời! Hôm qua, nam ca sĩ nổi tiếng Tuấn Gia Trạch, người được biết đến với nụ cười thiết thần, đã gặp tai nạn nghiêm trọng sau khi biểu diễn ở một sân khấu ngoài trời.
Ôi! À! Ôi! Đau quá! Đau quá! À! Hả? Khán giả ơi! Ôi! Không! Đừng lo! Đừng lo! Tôi sẽ giúp! Tôi có rất là nhiều răng! Ngưỡng mộ anh đã lâu lắm rồi nên tôi xin biếu anh hẳn một hàm răng như ý luôn! Ôi! Thật là tuyệt vời! Cảm ơn anh! Tuyệt quá! Sao anh có sẵn nhiều răng giả thế hả? Anh là nha sĩ à? Ơ, răng giả là thế nào? Răng thật 100% đấy! Cảnh bốc mộ thuê của chúng tôi thiếu gì răng thật? Hả? Vậy răng này là... Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Thưa quý vị và các bạn, đứng cùng tôi bây giờ là giáo sư Peter Wood, người vừa chế tạo thành công một loại robot đặc biệt, robot phát hiện nói dối. Xin chúc mừng ông đã chế tạo xong chiếc máy chống nói dối. Ông có thể nói rõ hơn cho quý vị khán giả về tính năng và cách sử dụng chiếc máy này được không? Ồ, được chứ. Con trai, ra đây bố bảo nào. Dạ, bố gọi con. Sao hôm nay con đi học về trễ vậy? Dạ, con qua nhà bạn mượn sách về học. Đó, con thấy chưa? Nói dối là không được với nó đâu, phải chịu phạt đấy. Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Con có đau không? Sao anh lại làm thế với con? Dù sao nó cũng là con anh mà. Cũng nói dối này, cũng nói dối này. Sáng nay, công an kinh tế vừa tiếp kiến một du khách người nước ngoài. Chào các anh, tôi xin được mật báo với các anh một loại cửa hàng làm ăn bất chính, buôn bán hàng giả công khai trên các phố của thành phố ta. Rất cảm ơn anh, nhưng anh thấy các cửa hàng này ở đâu? Các anh cứ theo tôi xin chỉ cho. Đây, các anh xem thật quá ư là lộ liễu. Hả? Bún da cày ư? Khi mà họ dám làm cả cái biển to thế này, còn giấu giếm gì nữa? Còn đây nữa này, vải giả da, độc hàn giả, răn giả nữa kìa. Sao các anh lại cười? Không phải như anh hiểu đâu, tiếng Việt phong phú thế đấy, anh nên chịu khó học thêm đi. Dẫu sao á thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu không, tao sẽ bắn tàn sát đấy. Tao thà chết chứ không bao giờ chịu mất của đâu. Được lắm. Khoan khoan, làm ơn đừng thế, tôi sẽ đưa tiền. Biết điều rất là tốt. Tôi vừa bị cướp ở đằng kia. Hả? Sao bà không kêu lên? Bà bị mất những gì? Tôi bị mất toàn bộ tiền và trang sức trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Tôi không thể kêu lên vì hắn đe dọa tôi. Hắn đã đe dọa đến tính mạng của bà à? Không, tính mạng thì nói làm gì. Hắn dọa sẽ dùng súng phun nước phun vào mặt làm nhòe hết son phấn của tôi. Thế nên... Hả? Sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài, ngày hôm qua, vị bác sĩ già Otto Siro đã cho công bố nguyên nhân mới của căn bệnh dạ dày. Tôi xin khẳng định rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những người phụ nữ và căn bệnh đau dạ dày. Sao lại thế ạ? Đó là bởi vì khi phụ nữ mở miệng nhiều thì gió sẽ luồn vào bụng làm lạnh dạ dày dẫn tới đau. Ôi đau! Và để điều trị căn bệnh này, phụ nữ chỉ cần ít họp chợ, tránh buôn dưa lê. Còn nếu không thể thì chị em nên nói với tốc độ nhanh hơn hoặc nói mà không hở hàm răng để hạn chế gió vào. Hôm qua, tạp chí Đối Cực đã công bố kết quả nghiên cứu có tiêu đề Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Cùng nghĩ về nghề đi săn, đàn ông nghĩ đến bàn nhậu, còn phụ nữ thì nghĩ đến ảo lòng thủ. Khi có hộp màu, đàn ông nghĩ đến hội họa, còn phụ nữ thì nghĩ đến trang điểm. Với ngôn ngữ, đàn ông dùng để giao tiếp, luận bàn, trong khi phụ nữ dùng để buôn dưa lê và họp chợ. Phát hiện ra nghề nông, đàn ông nghĩ đến làm ra nhiều nông sản thức ăn, còn phụ nữ nghĩ đến ăn kiêng. Khi phát hiện ra buôn bán, đàn ông nghĩ đến cách kiếm thật là nhiều tiền, còn phụ nữ thì...
Hừ, anh còn giấu tiền ở chỗ nào nữa hả? Và khi kiếm được nhiều tiền, cũng là lúc đàn ông gặp tai họa. Đây là khung cảnh của lễ hội kiếm thuật thế giới lần thứ 28 tại Soju. Thưa quý vị khán giả, võ sĩ Giang Vẩu vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình. Anh đã chém con ruồi làm đôi trong khi biểu diễn. Thật là tuyệt vời! Tiếp theo là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Móm. Hello, hello. Bây giờ là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Chìa, rất nổi tiếng, được mệnh danh là đệ nhất kiếm. Thất bại rồi, thất bại rồi. Ruồi có chết đâu, nó đang giãy kìa, thậm chí còn sắp bay lên nữa. Thưa quý vị khán giả, từ bé, thầy tôi đã dạy là người học võ không được dùng kiếm để sát sinh, nên tôi không ra tay, giết con ruồi đấy thôi. Nói phét, chỉ giỏi chống chế, thôi rồi thì nhận đi cho xong. Xin quý vị hãy nhìn kỹ xem, con ruồi này tuy có thể bay được, nhưng nó không bao giờ được làm cha nữa. Ồ, hóa ra là như vậy. Hoan hô, kiếm sĩ đang chìa. Sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài, ngày hôm qua, vị bác sĩ già Otto Siro đã cho công bố nguyên nhân mới của căn bệnh dạ dày. Tôi xin khẳng định rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những người phụ nữ và căn bệnh đau dạ dày. Sao lại thế ạ? Đó là bởi vì khi phụ nữ mở miệng nhiều thì gió sẽ luồn vào bụng làm lỏng dạ dày dẫn tới đau. Ôi, đau! Và để điều trị căn bệnh này, phụ nữ chỉ cần ít họp chợ, tránh buôn dưa lê. Còn nếu không thể thì chị em nên nói với tốc độ nhanh hơn, hoặc nói mà không hở hàm răng để hạn chế gió vào. Mới đây, tại liên hoàn xiếc ảo thuật quốc tế Monte Carlo, ảo thuật gia nổi tiếng thế giới David đã trình làng những màn biểu diễn độc đáo và mới lạ nhất. Để thực hiện màn biểu diễn này, tôi xin mời một vị khán giả lên hỗ trợ tôi. Tôi. Tôi sẽ làm ảo thuật với chiếc túi áo của anh. Như các vị thấy, túi áo của anh ấy trống không đấy nha. Còn đây là tờ 10 đô la, tôi sẽ cho nó vào túi áo này. Còn bây giờ, quý vị hãy xem chúng ta sẽ lấy ra từ trong túi áo anh ấy cái gì nhé. Oh, thật là tuyệt vời, thật là tuyệt. Tưởng gì, chứ cái này á hả, vợ tôi á còn giỏi hơn nữa đó. Hả? Thế là thế nào chứ hả? Chứ sao, với 10 đô la anh chỉ có thể biến thành một bông hoa. Chứ vợ tôi ấy à, cô ấy còn biến 3 tờ này thành mấy trăm bông hoa trên một chiếc váy đầm đấy chứ. Hôm qua cảnh sát đã bắt giữ được một tên cướp nguy hiểm sau khi hắn xông vào cướp của một gia đình tại miền Tây. Nộp hết vàng bạc trong nhà ra đây. Ông cần nhiều vàng không? Quý ông thật là hào phóng, tất nhiên là cần nhiều vàng càng tốt. Được, vậy ông lấy vàng khối chứ. Được. Cục vàng của anh ơi, có người muốn đón em đấy. Ôi, động đất rồi. Ai muốn đón em đấy? Không phải tôi. Để hưởng ứng ngày quốc tế giảm cân, giảm béo trên toàn thế giới, hôm qua một cửa hàng buffet trên phố Than Thở đã mở đợt khuyến mại vô cùng lớn. Khuyến mại khủng của khủng đây, ăn buffet số lượng không hạn chế, dành cho chị em phụ nữ thừa cân béo phì. Mời các bạn nhanh chân. Ngày giảm cân nên họ sẽ chẳng ăn nhiều, thức ăn sẽ vẫn còn y nguyên, mà cửa hàng lại được tiếng, thật lợi cả trăm đường. Chào mừng quý khách. Xin hỏi tại sao hôm nay là ngày giảm cân mà các chị lại ăn nhiều thế? À, mấy bà bạn tôi bảo
cái lão chủ cửa hàng định xỏ xiên chị em. Đã vậy kéo đến ăn thật nhiều cho bỏ tức. Đây là khung cảnh của lễ hội kiếm thuật thế giới lần thứ 28 tại Soju. Thưa quý vị khán giả, võ sĩ Giang Vẩu vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình. Anh đã chém con ruồi làm đôi trong khi biểu diễn. Thật là tuyệt vời! Tiếp theo là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Móm. Hello, hello. Bây giờ là phần biểu diễn của võ sĩ Răng Chìa, rất nổi tiếng, được mệnh danh là đệ nhất kiếm. Thất bại rồi, thất bại rồi. Tuổi có chết đâu, nó đang dậy kìa. Thậm chí còn sắp bay lên nữa. Thưa quý vị khán giả, từ bé, thầy tôi đã dạy là người học võ không được dùng kiếm để sát sinh, nên tôi không ra tay, giết con ruồi đấy thôi. Nói phét, chỉ giỏi chống chế, thôi rồi thì nhận đi cho xong. Xin quý vị hãy nhìn kỹ xem, con ruồi này tuy có thể bay được, nhưng nó không bao giờ được làm cha nữa. Ồ, hóa ra là như vậy. Hoan hô, kiếm sĩ đang chìa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với ngày hội tư vấn dinh dưỡng của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, để giúp cho đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh, chúng ta cần bổ sung thêm nhiều vitamin A. Vâng, đúng rồi, dĩ nhiên là vậy rồi, vitamin A. Vậy nên chúng tôi khuyên các bạn cần tăng cường những thực phẩm có màu sẫm, màu đỏ như là gấc nè, cà chua nè, cà rốt nè, để bổ sung thật nhiều vi chất. Thưa chuyên gia, theo tôi hiểu thì trong rau quả màu đỏ chưa phải là đã có nhiều vitamin A, còn có nhiều thứ hơn. Vậy anh bảo cái gì nhiều vitamin A hơn? Đó là vợ. Cái gì? Vợ cung cấp nhiều vitamin A? Ồ, anh ta nói gì thế? Ồ, anh ta nói gì mà mình không hiểu? Vợ, vitamin A. Thì người Việt Nam vẫn nói, cứ lấy vợ rồi, mày sẽ sáng mắt ra là gì? Hả? À, vậy sao? Để hưởng ứng ngày quốc tế giảm cân, giảm béo trên toàn thế giới, hôm qua một cửa hàng buffet trên phố Than Thở đã mở đợt khuyến mại vô cùng lớn. Khuyến mại khủng của khủng đây, ăn buffet số lượng không hạn chế, dành cho chị em phụ nữ thừa cân béo phì. Mời các bạn nhanh chân, nhanh chân. Ngày giảm cân nên họ sẽ chẳng ăn nhiều, thức ăn sẽ vẫn còn y nguyên, mà cửa hàng lại được tiếng, thật lợi cả trăm đường. Chào mừng quý khách. Xin hỏi tại sao hôm nay là ngày giảm cân mà các chị lại ăn nhiều thế? À, mấy bà bạn tôi bảo cái lão chủ cửa hàng định xỏ xiên chị em. Đã vậy kéo đến ăn thật nhiều cho bỏ tức. Ngày hôm qua, một cuộc bình chọn phương tiện giao thông khó sử dụng nhất do Hội Những Người Hay Phải Đi Lại tổ chức diễn ra tại quảng trường. Chỉ trong vòng một tiếng, kết quả tổng kết đã được đưa ra. Trong đó, xe đạp chiếm 1% số phiếu bầu, xe máy chiếm 2% số phiếu, ô tô con chiếm 3% số phiếu, máy bay chỉ chiếm 4% tổng số phiếu. Và xe buýt đã giành được phần thắng với 90% số phiếu bầu chọn là phương tiện khó sử dụng nhất. Bởi xe buýt quá kén khách, muốn lên được xe phải là người khỏe mạnh. Nhưng để có được chỗ ngồi chính đáng thì lên được xe rồi lập tức phải trở thành người tàn tật hoặc già yếu. Hôm qua, tạp chí Đối Cực đã công bố kết quả nghiên cứu có tiêu đề Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Cùng nghĩ về nghề đi săn, đàn ông nghĩ đến bàn nhậu, còn phụ nữ thì nghĩ đến áo lòng thủ. Khi có hộp màu, đàn ông nghĩ đến hội họa, còn phụ nữ thì nghĩ đến trang điểm. Với ngôn ngữ, đàn ông dùng để giao tiếp, luận bàn, trong khi phụ nữ dùng để buôn dưa lê và họp chợ. Phát hiện ra nghề nông, đàn ông nghĩ đến làm ra nhiều nông sản thức ăn, còn phụ nữ nghĩ đến ăn kiêng.
Khi phát hiện ra buồn bán, đàn ông nghĩ đến cách kiếm thật là nhiều tiền, còn phụ nữ thì... Hừ, anh còn giấu tiền ở chỗ nào nữa hả? Và khi kiếm được nhiều tiền, cũng là lúc đàn ông gặp tai họa. Hôm qua tại trường đại học Mơ Ước diễn ra buổi giao lưu trực tiếp giữa nhà toán học Henry Coy và sinh viên. Dạ, xin kính chào nhà khoa học Henry Coy. Nhiệt liệt chào mừng ngài đã đến tham dự buổi giao lưu với sinh viên ngày hôm nay. Chào các bạn. Dạ, thưa ngài, với tài năng của mình, ngài đã gặt hái được nhiều thành công lớn trong nghiên cứu khoa học. Vậy xin cho hỏi, ước mơ lớn nhất của ngài trong tương lai là gì ạ? Ước mơ lớn nhất của tôi là thêm một cô vợ nữa. Hả? Thưa ngài, câu trả lời có vẻ không liên quan đến khoa học lắm. Sao lại không? Khi tôi vắng mặt, bà nọ nghĩ tôi đang ở nhà bà kia. Và thế là Henry này sẽ tha hồ chui vào phòng thí nghiệm mà không bị ai quản lý hết. Ồ, đúng rồi. Hôm qua, lễ trao giải cuộc thi viết sách theo chủ đề về voi đã được long trọng tổ chức tại quảng trường Mặt Trời Lặn. Sau đây tôi xin công bố những tác phẩm đạt giải của cuộc thi viết sách về chủ đề con voi lần này. Giải nhất thuộc về cuốn Lược sử về voi, tác giả Gia Văn Cố. Giải nhì là cuốn Voi, thú cưng bé nhỏ dễ thương, tác giả Mộng Thị Mơ. Và giải ba là cuốn Làm thế nào để từ một con voi lại có một bầy voi, tác giả Mắn Văn Tình. Hello, hello. Tôi phản đối kết quả trên. Sao chị lại phản đối? Vì những cuốn sách ông vừa công bố quá tầm thường. Nào là lịch sử loài voi, voi là thú cưng hay nhân giống voi thì có gì lạ, chẳng phải mất nhiều công cũng viết được. Đây này, cuốn sách của tôi công phu gấp vạn lần, toàn những điều mới lạ, không phải ai cũng biết. Và để hoàn thành nó, tôi đã phải nhập công lặn lội tới tận châu Phi, thực hành nghiên cứu cả năm trời đấy. Thế mà lại không được giải. Sao có thể? Vậy cuốn sách của chị là 1001, ông hiểu chưa? 1001 món ăn làm từ voi. Hả? Trời! Hôm qua, nam ca sĩ nổi tiếng Tuấn Gia Trạch, người được biết đến với nụ cười thiên thần, đã gặp tai nạn nghiêm trọng sau khi biểu diễn ở một sân khấu ngoài trời. Ôi! À! Ôi! Đau quá! Đau quá! À! Hả? Khán giả ơi! Ôi! Không! Đừng lo! Đừng lo! Tôi sẽ giúp! Tôi có rất là nhiều răng, ngưỡng mộ anh đã lâu lắm rồi nên tôi xin biếu anh hẳn một hàm răng như ý luôn. Ôi thật là tuyệt vời, cảm ơn anh. Tuyệt quá, sao anh có sẵn nhiều răng giả thế hả? Anh là nha sĩ à? Răng giả là thế nào? Răng thật 100% đấy. Cảnh bốc mộ thuê của chúng tôi thiếu gì răng thật. Hả? Vậy răng này là...